Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là ẩn được những cái phím điều hướng ảo ở trên cái chiếc điện thoại là Redmi nhé mọi người nhé. Thì ở đây cái điện thoại của mình là Redmi Note 11 và những cái điện thoại Redmi sau này thì cũng tương tự như vậy nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần là cài đặt. Rồi, chúng ta sẽ kéo xuống đến cái phần là màn hình chính nhé mọi người nhé. Mình sẽ chọn vào màn hình chính này. Đó, các bạn sẽ chọn vào cái phần là điều hướng hệ thống cho mình. Đó, lúc này các bạn sẽ chuyển sang cái phần là cử chỉ cho mình nhé. Rồi, thì ngay lập tức cái điện thoại của chúng ta nó sẽ chuyển sang cái phần cử chỉ giống như ở trên cái chiếc điện thoại iPhone nhé mọi người nhé. Đây, chúng ta có thể là vuốt ra nhé mọi người nhé. Đó. Đây, lúc này nó chỉ có một cái thanh ở bên dưới như này thôi. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là ẩn được cái nút điều hướng ở trên cái điện thoại Redmi nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình like, đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.